Sau loạt biến cố xảy ra, khán giả truyền hình theo dõi bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim đang mong chờ Ngân Hà vực dậy, báo thù cho gia đình và bản thân, lấy lại những gì đã mất. Chia sẻ về sự lột xác của nhân vật Ngân Hà trong những diễn biến tiếp theo, Hồng Diễm tiết lộ đó là cả một quá trình đấu tranh. Nếu Ngân Hà biến ngay thành một siêu nhân mạnh mẽ thì mình thấy nó sẽ không giống với đời thực. Chắc chắn hành trình của Ngân Hà, hành trình hồi phục vết thương và chữa lành vết thương, tìm được công bằng cho chính mình sẽ là quá trình đấu tranh và dài hơi. Vì vậy mong quý vị khán giả hãy theo dõi bộ phim để xem Ngân Hà giành lại những gì đã mất như thế nào, Hồng Diễm chia sẻ. Việc Ngân Hà đặt niềm tin quá lớn vào Nghĩa cũng là đề tài tranh luận sôi nổi của khán giả sau những tập phim mới lên sóng. Có người cảm thương Ngân Hà nhưng có không ít người lại bức xúc. Khi nhận được phản ứng trái chiều ấy, Hồng Diễm đã bộc bạch và giải thích thay cho nhân vật Ngân Hà. Ngân Hà từ trước đến nay thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên khi có bố và chồng yêu thương, chiều chuộng như vậy, cô ấy rất tin tưởng vào tình cảm đó. Khi một người đặt lòng tin vào một người nào đó, đến khi phát hiện ra sự thật, họ chắc chắn sẽ rất sốc. Hồng Diễm cũng chia sẻ, cô đồng cảm với những bất bình ấy của khán giả. Tuy nhiên, là một người đồng hành cùng nhân vật, nữ diễn viên mong khán giả có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Ngân Hà để hiểu thêm lý do vì sao cô ấy lại có những hành xử như vậy. Khi được hỏi về cảnh quay lật bài ngửa giữa Ngân Hà và Nghĩa, Hồng Diễm khẳng định đó là cảnh quay vất vả nhất về mặt tâm lý. Điều sốc nhất chính là Ngân Hà lại nghe câu chuyện từ người chồng mà mình yêu thương và tin tưởng. Đó là điều đau khổ tột cùng của Ngân Hà. Diễm không biết những gì Diễm đã làm, những gì phát sóng, đã thỏa mãn người xem hay chưa, nhưng đến bây giờ đó vẫn mãi là phân đoạn khó với Diễm, cô nói. Ngược lại, những cảnh quay nữ diễn viên thích nhất là các phân đoạn đóng cùng mẹ Hạ Lan và bố Trường. Hồng Diễm bật mí rằng kịch bản sau này sẽ có rất nhiều cảnh quay tình cảm của hai mẹ con. Và đối với Hồng Diễm, chính những tình yêu thương mà Ngân Hà nhận được sau này sẽ trở thành động lực giúp nhân vật vực dậy mạnh mẽ hơn. Nhìn theo một hướng tích cực, vai Ngân Hà dù gặp biến cố quá khủng khiếp trong hôn nhân nhưng Ngân Hà vẫn được sống trong tình yêu thương. Đó là tình yêu thương của bố, tình yêu thương của mẹ sau này và đặc biệt là tình yêu thương của những người bạn. Điều đó giúp cô ấy mạnh mẽ hơn và vực lại cuộc sống của mình, tìm lại công bằng cho mình. Về nhân vật Ngân Hà ở những tập phim tiếp theo, Hồng Diễm tiết lộ chắc chắn rằng tuyến nhân vật của Ngân Hà sau này sẽ phát triển hơn. Nữ diễn viên cũng chia sẻ nội dung bộ phim muốn truyền tải đó là mỗi người, mỗi nhân vật trong phim khi có vết thương đều cần thời gian để chữa lành, hồi phục. Khi xem đến cuối, khán giả sẽ hiểu vì sao bộ phim có tên gọi Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.